Ngày 6 tháng 10 thầy Minh Tuệ đi khất thực, tình hình an ninh thắt chặt. Người dân ráo riết bay flycam truy tìm thầy Minh Tuệ, bất ngờ bị vô hiệu hóa sau vài giây. Sáng nay, thầy Minh Tuệ vẫn tiếp tục đi khất thực như mọi khi, và thầy đi theo hướng trạm điện. Khi thầy xuống tới chân núi, thầy gặp hai bà cháu cũng chính là hai người đã đến cúng dường thầy ngày hôm qua. Nhìn thấy thầy, hai bà cháu vui mừng gọi lớn, "Thầy ơi, thầy ơi." Nghe vậy, thầy Minh Tuệ tỏ ra rất vui vẻ và tiến đến chỗ hai bà cháu để nhận cúng dường. Có lẽ, trong số tất cả bà con ở đây, hai bà cháu này là những người may mắn và có duyên lành nhất với thầy Minh Tuệ khi nhiều lần được cúng dường thầy. Mỗi lần gặp thầy, hai bà cháu đều có cơ hội bày tỏ lòng thành kính của mình, điều mà không phải ai cũng may mắn có được. Khi thầy Minh Tuệ tiến đến gần, người cháu trai ngay hôm nay đã mang theo một bọc thức ăn nhỏ để dâng cúng cho thầy. Trong bọc thức ăn đó có một hộp cơm trắng, tàu hũ kho kèm với nấm, thêm một bọc nhỏ mắm chay và một phần rau luộc kèm canh chua. Ai cũng biết gia đình hai bà cháu rất khó khăn và người cháu trai đã dành dụm từng đồng để mua thức ăn, giúp bà mình chuẩn bị đồ cúng dường thầy. Sau khi nhận xong, thầy Minh Tuệ mỉm cười rồi tiếp tục hành trình khất thực của mình. Khi thầy Minh Tuệ tiếp tục hành trình của mình, thầy đi qua một khu vực gần chân núi, nơi mà các gia đình sống rải rác cách xa nhau. Thầy đến trước một ngôi nhà đã quen thuộc, bởi ngày hôm qua thầy cũng đã ghé qua đây. Một cô gái cùng với mẹ của cô đã gọi tên thầy, "Thầy ơi, thầy ơi." Khi nghe thấy, thầy Minh Tuệ vui vẻ bước đến gần. Trên tay người con gái là một bọc thức ăn cô đã chuẩn bị để dâng cúng thầy. Hôm nay, trong bọc thức ăn có bún xào và hai chiếc bánh bao chay, cùng với một hộp bánh xếp tự tay gia đình cô làm, không phải mua từ ngoài. Sau khi cúng dường cho thầy Minh Tuệ xong, một nhóm bà con đứng từ xa gọi thầy, "Thầy ơi, thầy ơi." Những người này biết thầy thường xuyên đi khất thực qua đây, đã tụ tập từ hôm qua, và hôm nay còn rủ thêm khoảng 10 người nữa cùng đến. Khi thầy bước tới gần, ai cũng vui mừng, nhưng không ai vội vã hay nhồi nhét thức ăn vào tay thầy. Họ vẫn xếp hàng ngay ngắn, nhường nhau từng bước và ưu tiên cho những người lớn tuổi trước. Trong nhóm người hôm nay có một ông cụ khoảng 70 mấy tuổi. Cụ đứng đó với lòng thành kính, chờ đợi đến lượt mình để dâng cúng thức ăn cho thầy Minh Tuệ. Nghe tin thầy Minh Tuệ sẽ đi qua con đường này, ông cụ đã chuẩn bị sẵn thức ăn để dâng cúng cho thầy. Trong vườn nhà ông có một trái đu đủ chín vàng, ông liền hái lấy để cúng dường cho thầy với tất cả tấm lòng thành kính. Khi thầy đến, ông cụ nâng niu trái đu đủ trao tận tay thầy. Cũng trong hôm ấy, một bà cụ tầm khoảng 70 mấy tuổi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để cúng dường thầy Minh Tuệ, và nhiều bà con khác cũng dâng lên thầy nhiều món ngon và đa dạng. Nhiều người hỏi thăm về gia đình mình và thầy cũng nhẹ nhàng đáp lại từng câu hỏi. Có một số người còn quỳ lạy trước thầy. Khi đồ ăn thức uống đã quá nhiều, anh hỗ trợ phải nhanh chóng cầm hai bọc lớn để thu gom. Thầy Minh Tuệ đứng lại, nhẹ nhàng trò chuyện với bà con, đáp lời từng người, không tránh mặt ai. Đến khi chuẩn bị quay trở lại ngọn núi, có một số cô bác còn đến gần, nhắn nhủ rằng ngày mai thầy hãy đến nữa. Thầy chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng câu A-di-đà Phật rồi bắt đầu rời đi, bước lên con đường quen thuộc, trở về nơi yên tĩnh của mình. Sáng hôm ấy, như thường lệ, bà con cô bác lại hỏi thăm nhau về việc hôm nay ai đã cúng dường gì cho thầy Minh Tuệ. Tất cả mọi người đều nắm rõ những món ăn mà thầy đã nhận, từ rau củ đến các món chay khác. Sau khi thầy rời đi, mọi người vẫn tụ tập trò chuyện một lúc, rồi mỗi người trở về nhà, lòng ai nấy đều hân hoan vì đã được cúng dường cho thầy. Sáng hôm ấy có nhiều chuyện diễn ra, đáng chú ý là thái độ không mấy thoải mái của một số người đối với các vị hậu pháp đi theo thầy. Theo thông tin từ một người ở Nha Trang, có vài bà con cô bác thậm chí đã liếc nhìn các vị hậu pháp với vẻ khó chịu. Lý do là mỗi khi nghe tiếng gọi thầy ơi, thầy Minh Tuệ sẽ lập tức quay lại, dù đang trên đường đi. Điều này đã diễn ra nhiều lần, khiến những cô bác ấy cảm thấy không thoải mái. Dù thầy rất hiểu lòng của mọi người, nhưng một số bà con vẫn có sự không hài lòng về cách mà hộ pháp đi theo và bảo vệ thầy vào buổi sáng hôm đó. Trong ngày 4 tháng 10,
Có một câu chuyện thú vị được người dân Nha Trang kể lại, đó là có tin đồn rộ lên rằng thầy Minh Tuệ sẽ trở về nơi thầy từng tu tập ban đầu tại công ty của anh trai thầy. Tin đồn lan truyền nhanh chóng khiến nhiều người ở khu vực ngọn núi bán tín bán nghi, không rõ thực hư ra sao. Có người còn không tin thầy vẫn còn ở lại nơi ẩn tu. Nhưng không chỉ có người không tin, mà nhiều người còn mong muốn chụp lại khoảnh khắc thầy hiện diện ở đó để khẳng định những điều mình nghe thấy là thật. Và thế là họ quyết định sử dụng một cách thức hiện đại hơn công cụ flycam, thiết bị bay không người lái, để dò tìm vị trí của thầy. Một khi đã thả lên không trung, nó có thể quét rất rộng. Nhưng điều bất ngờ là thiết bị vừa bay lên chưa đầy vài giây đã bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Mọi nỗ lực tìm kiếm thầy bằng công nghệ tiên tiến này đã thất bại trong tích tắc. Trên khu vực đó, lúc nào cũng có thiết bị phá sóng hoạt động, khiến bất kỳ thiết bị nào cũng không thể vận hành nếu không có sự cho phép. Thiết bị phá sóng là một thiết bị điện tử dùng để làm gián đoạn hoặc ngăn chặn các tín hiệu không dây như điện thoại di động, GPS, Wi-Fi hoặc tín hiệu điều khiển của drone. Nó phát ra sóng vô tuyến gây nhiễu tín hiệu gốc, khiến các thiết bị không thể hoạt động bình thường. Thiết bị này thường được sử dụng để đảm bảo an ninh hoặc ngăn chặn liên lạc trong các khu vực nhạy cảm. Người canh gác thì luôn túc trực, canh chừng rất cẩn thận. Thầy Minh Tuệ có được một sự bảo vệ vô cùng đặc biệt mà khó ai có thể có được, đặc quyền dành cho một người không hề tầm thường. Có lẽ từ trước đến giờ, chưa từng có ai được bảo vệ và tôn kính như thầy Minh Tuệ. Điều này khiến thầy trở thành một biểu tượng thiêng liêng, một vị thánh nhân giữa đời thường mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Thưa quý vị, cách đây vài ngày, trước khi tin đồn anh Tuấn đến đón thầy nổ ra, khi thầy Minh Tuệ đi khất thực, có một vài chị Phật tử đã nghe được thông tin rằng thầy sắp rời đi. Các chị cũng đã trực tiếp hỏi thầy: "Thầy ơi, thầy còn ở Vĩnh Phương lâu không? Cho con xin phép hỏi thầy." Thầy Minh Tuệ trả lời rằng trong khoảng 2 tuần nữa thầy sẽ rời đi, nhưng không nói rõ là sẽ đi đâu, cũng không nói là sẽ về Gia Lai. Thầy đã đến Vĩnh Phương vào ngày 17 tháng 7 và đến ngày 17 tháng này sẽ là đúng 3 tháng thầy ở đó. Chúng ta cùng kiên nhẫn chờ đợi, vì chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là sẽ kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ của thầy Minh Tuệ. Lúc đó, có thể sẽ có những tin tức mới hoặc diễn biến thú vị. Đây là thời gian quan trọng đối với thầy, và cũng là thời điểm nhiều người mong đợi những thông tin mới về hành trình tu tập của thầy. Cùng nhau đón chờ và hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến sau kỳ an cư này. Rộ tin anh Thình đến thăm thầy Minh Tuệ nhưng không được phép gặp mặt. Ông Thích Chân Quang khiếu nại quyết định cưỡng chế chùa Phật Quang của nhà nước. Những ngày gần đây, thông tin về việc anh Thình đến thăm thầy Minh Tuệ nhưng không được phép gặp mặt đã khiến nhiều Phật tử và người theo dõi thầy Minh Tuệ cảm thấy bất ngờ. Điều này cho thấy rằng việc tiếp cận thầy hiện nay là vô cùng khó khăn, không chỉ đối với người ngoài mà ngay cả với những người thân trong gia đình cũng không dễ dàng. Thực tế là chỉ có những người thuộc lực lượng bảo vệ thầy mỗi sáng và những người dân sống trong khu vực thầy đi khất thực mới có cơ hội được gặp gỡ. Còn lại, bất kỳ ai không có phận sự rõ ràng đều không được tiếp cận. Bên cạnh đó, việc bảo vệ thầy Minh Tuệ đã được thắt chặt một cách nghiêm ngặt với sự tham gia của lực lượng an ninh từ cấp địa phương cho đến cấp trung ương. Những biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thầy trong suốt quá trình tu tập và khất thực hàng ngày. Sự siết chặt an ninh không chỉ đảm bảo môi trường yên tĩnh cho thầy thực hiện con đường tu tập, mà còn tránh những ảnh hưởng từ sự chú ý quá mức của đông đảo Phật tử từ khắp nơi đổ về. Chính vì vậy, việc gặp được thầy hiện nay đã trở thành điều hiếm hoi và đòi hỏi phải có sự sắp xếp rất cẩn trọng. Vài ngày sau khi anh Thình đến thăm thầy nhưng không được gặp, anh Tuấn cũng đã tới và may mắn hơn khi có cơ hội gặp mặt thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, để được tiếp xúc với thầy, anh Tuấn cũng phải trải qua quy trình nghiêm ngặt, bao gồm việc lên cơ quan chính quyền xin giấy xác nhận thông tin về thân nhân. Chỉ sau khi hoàn tất thủ tục này, anh mới được phép tiếp cận thầy. Hiện tại, quý vị có thể thấy chốt chặn tại hai con đường dẫn lên núi vẫn được lực lượng an ninh túc trực nghiêm ngặt. Mặc dù xe cộ vẫn ra vào như bình thường,
nhưng chỉ những phương tiện phục vụ công việc hoặc thuộc về người dân sinh sống trong khu vực mới được phép qua lại. Nếu có người lạ đến gần khu vực cổng, họ sẽ ngay lập tức bị lực lượng an ninh kiểm tra và hỏi thăm và xuất trình giấy tờ. Mời quý vị đến với nội dung tiếp theo. Ông Thích Chân Quang khiếu nại việc cưỡng chế công trình trái phép tại chùa Phật Quang. Những ngày vừa qua, tại cổng chùa Phật Quang thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, rất nhiều người đến để livestream, chụp ảnh, quay phim. Tuy nhiên, đã bị bảo vệ chùa đề nghị không quay phim, chụp ảnh và không được vào bên trong khuôn viên chùa. Lý do được đưa ra là chùa đang hạn chế người để tổ chức khóa tu, sợ ảnh hưởng đến người khác tu tập. Nhưng chắc có lẽ sẽ sớm thôi, người ta sẽ chẳng thể nhận ra ngôi chùa Phật Quang bởi đây là ngôi chùa đang vi phạm nghiêm trọng việc lấn chiếm đất rừng và vừa qua đã bắt đầu bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế để phá dỡ. Cụ thể, vào chiều ngày hôm qua, ngày 4 tháng 10, trả lời báo điện tử VTC News, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, ông Thích Chân Quang, hay còn được biết đến là trụ trì chùa Phật Quang, đã khiếu nại quyết định cưỡng chế của cơ quan chức năng liên quan đến việc lấn chiếm đất rừng nhiều năm qua. Vừa qua, chúng tôi đã có quyết định cưỡng chế một số hạng mục vi phạm của chùa Phật Quang. Tuy nhiên, ông Quang không đồng ý và đang khiếu nại quyết định của chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đang cho thanh tra làm việc, vị lãnh đạo cho biết. Liên quan việc xây dựng lấn chiếm rừng phòng hộ của chùa Phật Quang, tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ từng ra văn bản cưỡng chế đối với công trình vi phạm do ông Thích Chân Quang, tên thật là Dương Tấn Việt, làm trụ trì. Lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ xác định thời gian chiếm đất rừng để xây dựng các công trình của chùa Phật Quang là ngày 10 tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm 2018, những vi phạm tại chùa Phật Quang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chỉ rõ trong thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng. Cụ thể, toàn bộ diện tích chùa Phật Quang đang sử dụng và xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng là đất do nhà nước quản lý liên tục từ năm 1978. Hiện nay, khu vực này thuộc đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu quản lý. Lý giải về việc vì sao kết luận thanh tra đã chỉ rõ những sai phạm tại chùa Phật Quang từ năm 2018 nhưng đến nay chính quyền địa phương mới lên phương án cưỡng chế. Đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết, vào thời điểm nhận được thông báo kết luận, Thường trực Thị ủy Phú Mỹ đã lập tức có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị xã thực hiện xử lý các công trình trên và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thị xã đã ra quyết định xử lý kỷ luật 8 cá nhân và 2 tổ chức liên quan đến các công trình xây dựng không phép tại chùa Phật Quang. Theo lý giải, do nguyên nhân dịch bệnh COVID-19 kéo dài và trong quá trình ban hành các quy định cưỡng chế, ông Dương Tấn Việt liên tục có đơn khiếu nại các quy định trên. Hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã giao thanh tra xác minh các nội dung khiếu nại của ông Dương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang. Song song đó, giao các phòng ban liên quan sớm hoàn thiện phương án cưỡng chế theo nguyên tắc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ thông tin. Chùa Phật Quang có phong cảnh đẹp, từ trên cao nhìn xuống là mái chùa thấp thoáng nằm lọt giữa núi rừng. Hàng năm, tại chùa thường diễn ra các khóa tu hoặc tổ chức các đại lễ lớn như lễ Phật Đản, lễ Du Lan, nên lượng du khách về đây thăm chùa, chiêm bái Phật rất đông. Thế nhưng phần lớn các công trình tại ngôi chùa này đều được xây dựng trên phần đất lấn chiếm sai phạm trong nhiều năm qua. Cụ thể, chùa Phật Quang đã xây 36 công trình nhưng chỉ có một công trình được sở xây dựng cấp phép, đó là hạng mục chánh điện. Tuy nhiên, việc cấp phép của sở được xác định là có sai sót, bởi công trình chánh điện được sở xây dựng tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng số 23 trên giấy phép xây dựng ngày 20 tháng 9 năm 2001. Với diện tích xây dựng sửa chữa là 228 m². Nhưng trên thực tế, chùa đã xây dựng chánh điện trên diện tích 445,46 m². Các công trình còn lại không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, tổng diện tích khoảng 3.500 m². Trong đó, nhiều công trình lớn và kiên cố như đường giao thông trải nhựa. Cụ thể,
chùa Phật Quang đã chiếm đất rừng phòng hộ tại khu vực nông thôn với diện tích khoảng 1.418 m², thuộc tiểu khu Tân Hòa, rừng phòng hộ núi Dinh, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ để xây dựng các hạng mục trái pháp luật, bao gồm đường bê tông tiện ích 810 m², nhà vệ sinh diện tích 308,2 m², nhà kho diện tích 300 m². Tuy nhiên, đó chỉ là những con số của năm 2018, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã thanh kiểm tra và chỉ ra hàng loạt những vi phạm tại chùa Phật Quang. Về việc chiếm hàng nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ, trong khi chưa khắc phục hậu quả, đến năm 2021, ông Thích Chân Quang hay Dương Tấn Diệt lại tiếp tục lấn chiếm thêm hơn 2.000 mét vuông đất rừng phòng hộ, dẫn đến hiện tại tổng diện tích những công trình sai phạm lấn chiếm của chùa Phật Quang đã lên tới khoảng hơn 3.500 mét vuông. Như đã nói, đại diện chùa không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả mà vẫn tiếp tục xây dựng, thể hiện sự không chấp hành pháp luật về xây dựng, không chấp hành các văn bản quản lý của cơ quan chức năng. Do vậy, cần thiết xử lý tháo dỡ để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý xây dựng không phép của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Kết luận thanh tra này khẳng định, đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu như thế nào khi để xảy ra những vi phạm mang tính hệ thống như vậy. Vì vậy, từ những vi phạm nghiêm trọng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo dỡ để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý xây dựng không phép của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tại Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực thị xã Phú Mỹ, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa và Tân Hải. Mặc dù vậy, cho đến nay các công trình không phép vẫn tồn tại và được chính quyền địa phương lên phương án cưỡng chế. Trước đó, vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định buộc khắc phục hậu quả, trong đó buộc chùa Phật Quang trả lại đất đã chiếm cho Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì đã hết thời hiệu xử phạt. Mặc dù thời hạn là 10 ngày thực hiện khắc phục hậu quả, nhưng sau đó chùa Phật Quang vẫn không chấp hành. Đến ngày 21 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tiếp tục ra quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc chùa Phật Quang di dời kiến trúc, tài sản trên đất để trả lại đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ. Thời gian thực hiện việc phá dỡ, di dời sẽ là 180 ngày. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Điều 8 ngày 9 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cụ thể, buộc chùa Phật Quang đưa khỏi đất cây trồng, vật nuôi, di dời công trình, tài sản trên đất, buộc trả lại đất đã chiếm cho Ban Quản lý rừng phòng hộ. Quyết định cưỡng chế nêu rõ, tuy nhiên sau đó, Thích Chân Quang lại làm đơn khiếu nại quyết định nêu trên và yêu cầu được giữ nguyên các hạng mục sáu phạm. Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, cho biết các khiếu nại này của ông Dương Tấn Diệt đã được Ủy ban Nhân dân thị xã giao cho cơ quan chức năng xem xét. Thời hạn, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho chùa Phật Quang 6 tháng để khắc phục hậu quả. Trong thời gian này, các ban ngành địa phương cũng đã mời trụ trì chùa Phật Quang lên làm việc, vận động tháo dỡ công trình vi phạm, trả đất rừng cho nhà nước. Nếu ông Dương Tấn Diệt không chấp hành thì thị xã sẽ kiên quyết cưỡng chế, ông Nguyễn Văn Thắm nói, và chắc chắn những khiếu nại của Thích Chân Quang sẽ chẳng hề có giá trị khi việc sai phạm của chùa Phật Quang là quá rõ ràng. Vì vậy, vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, trao đổi với tờ Vietnamnet, đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng lên phương án cưỡng chế, buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu đối với các công trình xây dựng không phép tại chùa Phật Quang. Chùa Phật Quang lấn chiếm đất rừng phòng hộ từ nhiều năm. Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ để lập biên bản ghi nhận hiện trạng ban đầu. Còn việc xử lý sẽ do Hạt Kiểm Lâm tham mưu cho địa phương xử lý. Hiện tại,
thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định cưỡng chế công trình vi phạm đối với chùa Phật Quang. Ông Nguyễn Duy Bắc, giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết. Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, ông Dương Tấn Việt lại tiếp tục làm đơn khiếu nại quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng nói trên. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã giao thanh tra xác minh các nội dung khiếu nại, giao các phòng ban liên quan sớm hoàn thiện phương án cưỡng chế theo nguyên tắc xử lý nghiêm minh vi phạm. Với những vi phạm đã quá rõ ràng của chùa Phật Quang do Thích Chân Quang làm trụ trì, thì thật hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có phương án giải quyết cưỡng chế phù hợp để trả lại cảnh quan nơi đây, bởi đất của rừng nên trả lại cho rừng. Sự thật về công ty Thiên Định Tuệ. Nhiều ý kiến trái chiều về việc thành lập công ty phát tâm Thiên Định Tuệ. Từ lâu, những người theo dõi thầy Minh Tuệ đã nghe phong phanh về việc thành lập công ty Thiên Định Tuệ. Thông tin này đã xuất hiện từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, qua lời chia sẻ từ anh Thình và nhóm Thổi Đường. Thời điểm đó, nhiều Phật tử vẫn còn nghi ngờ và chưa rõ ai đứng sau việc thành lập công ty. Khi thấy địa chỉ lại đặt tại thôn 6, xã Y Tô, và đặc biệt, giám đốc công ty lại là em gái của thầy Minh Tuệ. Trong khi đó, anh Thình luôn khẳng định rằng gia đình mình, cũng như thầy Minh Tuệ, không có bất kỳ liên quan gì đến việc thành lập công ty này, khiến nhiều người thắc mắc về mục đích thực sự của nó. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, thông qua trang web chính thức của công ty, mọi người đã dần hiểu rõ hơn về bản chất và mục đích hoạt động của Thiên Định Tuệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Thiên Định Tuệ được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2024 có địa chỉ tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai. Cách thị thành phố Pleiku 30 km, đi theo tỉnh lộ 664 về phía tây thành phố Pleiku, nằm trong vùng trồng cà phê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Ia Cham thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Theo giới thiệu, Thiên Định Tuệ là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối cà phê chất lượng cao, với sứ mệnh phát triển cộng đồng người trồng cà phê và mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Công ty cam kết về chất lượng, với các sản phẩm được chọn lọc từ những hạt cà phê tinh túy của vùng Tây Nguyên, đảm bảo quá trình rang xay bằng công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm đậm đà và tinh tế. Các sản phẩm chính của Thiên Định Tuệ bao gồm cà phê rang xay hạng nhất, cà phê hòa tan và các loại cà phê đặc sản khác. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ pha chế chuyên nghiệp, đảm bảo mỗi tách cà phê đều đạt chất lượng cao nhất. Họ cũng cam kết hỗ trợ cộng đồng người trồng cà phê bằng cách tạo điều kiện phát triển bền vững cho các nông trại cà phê. Công ty Thiên Định Tuệ không chỉ tập trung vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cà phê, trái cây, dược liệu quý từ rừng và các mặt hàng nông sản, mà còn có sứ mệnh lớn hơn. Công ty được thành lập với mục đích chính là trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Đồng thời, công ty cũng tạo điều kiện thuận lợi cho những người tu hành, theo học và sống phạm hạnh theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với mục tiêu hướng đến sự giải thoát chân chính. Công ty đảm bảo cung cấp nơi trú xứ an ổn cho người tu học trên phần đất được nhà nước giao quản lý và sử dụng theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, công ty còn hỗ trợ cho ông Thích Minh Tuệ trong việc tu học theo lời Phật dạy, đồng thời cung cấp thông tin truyền thông và tạo điều kiện để mọi người có thể gặp gỡ ông Thích Minh Tuệ khi đã có sự chấp thuận về an ninh, chính trị từ các cơ quan chức năng. Việc gặp gỡ này sẽ được diễn ra trong khuôn viên công ty và được điều phối nghiêm chỉnh bởi công ty. Đáng chú ý, trong văn bản đồng hành có chữ ký và lưu bút của thầy Minh Tuệ như sau: nếu như công ty có nơi trú xứ an ổn, tạo điều kiện thuận lợi cho những người tu học theo lời Phật dạy, hỗ trợ cho những người tu học tập học, sống phạm hạnh theo những lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, hướng đến mục đích chân chính giải thoát khỏi khổ đau. Công ty thấy đủ điều kiện, tự nguyện thấy hợp thời thì giúp đỡ cho những người tu thì tốt đẹp, tốt đẹp. Sau khi thông tin về việc thành lập công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ được công bố, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện trong cộng đồng Phật tử và những người theo dõi. Một số người ủng hộ mục đích trồng rừng và hỗ trợ người tu học mà công ty hướng đến, nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự băn khoăn, nghi ngờ về việc một công ty thương mại lại liên quan đến hoạt động Phật giáo.
Phía đồng tình cho rằng việc thành lập công ty sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho sự tu tập của thầy Minh Tuệ. Bạn Minh Lê cho rằng mình không hiểu người dân dùng hình ảnh thầy in áo quần bán tràn lan thì mọi người kêu hưởng ứng để lan tỏa hình ảnh thầy. Người nhà thầy dùng hình ảnh thầy thì mọi người súng lại nói này nói nọ. Thầy từng nói rồi, ai làm gì người ấy chịu. Nếu họ có được như bây giờ là do phước đức họ tích góp được, họ dùng chưa hết. Thế nên anh Tuấn hay ai làm gì kệ họ, miễn là đừng phạm pháp. Nếu phạm pháp thì hãy lên án. Hương Phạm chia sẻ rằng việc thu phí chẳng ảnh hưởng gì đến đạo hạnh đầu đà vì các thầy tu không sử dụng tiền và công ty chỉ dùng phí để thuê bảo vệ, xây dựng cơ sở vật chất. Đa số Phật tử rất sòng phẳng, không tiếc vài đồng tiền lẻ để đóng góp cho sự an toàn và phát triển của thầy. Tán thành, ủng hộ hết mình mong mọi người có nơi để hành hương về nơi đất Phật Gia Lai. Ngoài ra, nhiều người cũng tỏ ra lạc quan khi nhấn mạnh rằng miễn là có cơ quan chức năng quản lý và đảm bảo an ninh, Phật tử vẫn sẽ có cơ hội gặp thầy Minh Tuệ như trước. Một số ý kiến như Ly Trần còn khẳng định thầy đã bộ hành 6 năm rồi, thầy đã đắc đạo rồi, bây giờ phải có chỗ để thầy về thuyết pháp. Nói lại những gì mà thầy đã học được và sau cuối cùng thầy nhập Niết Bàn. Đức Phật ngày xưa cũng chỉ bộ hành 6 năm, còn thầy bây giờ cũng bộ hành 6 năm rồi. Bây giờ mà để cho thầy bộ hành tự do như trước chắc không được đâu, vì tay chân bọn ma tăng đang tìm cách hãm hại thầy. Nên gia đình thầy và cơ quan chức năng tìm cách bảo vệ thầy mà vẫn đảm bảo cho thầy tu tập tốt. Mọi người đừng lo. Ngọc Toản Trần chia sẻ, tôi rất đồng ý với phương án này. Đầu tiên là để thầy thoát khỏi nơi bị giam lỏng đã. Phương án thứ hai là tùy theo duyên thầy chọn. Nếu không có công ty thành lập thì chúng ta vẫn sẽ không thấy được thầy nữa. Bạn Liên Từ ý kiến ngắn gọn, người dân cả nước vui mừng, thà như này vẫn còn hơn, ai làm gì thì làm. Miễn an ninh trật tự có cơ quan chức năng quản lý là được, Phật tử được nhìn thấy thầy. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trung lập, cẩn trọng hơn khi đánh giá về việc này. Bạn Trọng Lâm, theo mình anh em gia đình thầy nên hợp lại với nhau, đừng đem chuyện nội cung bày cho thiên hạ bàn ra bàn vô. Gia đình thật có phước khi có người tu hành chân chánh. Gia đình nên học hạnh thầy, đoàn kết lại, thương yêu nhau, mỗi người nhường nhau một chút và thống nhất với nhau phương án nào vì thầy, vì sự tốt đẹp cho hạnh tu của thầy. Còn nhớ ở tập mấy trong phim Vô Sở Hữu, thầy đã nhắc tới cậu bé ngồi thiền gốc cây ở Ấn Độ, gia đình thu tiền quá nhiều từ những người hâm mộ, rồi thành ra quả báo tới. Mình nhớ rõ thầy nói như vậy. Bạn nào xem lại ở tập nào trích dẫn dùm. Thu Hà Trần cho rằng mọi việc hiện tại chỉ mới là thông tin lan truyền, chưa có đủ căn cứ rõ ràng. Tán thán hay không tán thán lúc này, theo mình vẫn còn sớm. Mọi việc chỉ đang là thông tin lan truyền, thậm chí có cả những thông tin suy diễn trên mạng. Ngay cả cuộc bình chọn kia cũng chỉ có hai quan điểm, mà toàn là nhét chữ, không khách quan chút nào. Mình tin rằng không ai yêu quý thầy, đặc biệt là anh em ruột thịt của thầy, lại muốn làm ảnh hưởng hay làm hại thầy cả. Để thầy có thể tiếp tục bộ hành và tiếp chúng lâu dài thì cần phải có giải pháp đảm bảo an toàn lâu dài. Vậy ai trong chúng ta có thể giải quyết được việc khó này? Chúng ta hãy chờ những ngày tới, đừng suy diễn và dội dàng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều ý kiến phản đối mạnh mẽ, đặc biệt là những lo ngại về sự ảnh hưởng của việc thương mại hóa hình ảnh của thầy. Minh Duyên Hoàng nhấn mạnh rằng, theo giáo lý nhà Phật, thầy có quyền tự do tu hành và di chuyển, không cần có sự quản lý của bất kỳ tổ chức nào. Phản đối ý tưởng rằng thầy Minh Tuệ phải được bảo vệ và quản lý như một ngôi sao showbiz, và cho rằng điều này đi ngược lại với tinh thần tự do tu hành của thầy. Phương Trúc bày tỏ sự bất bình, thầy tu đã khổ rồi mà cũng không yên, tôi cũng rất muốn được gặp và đảnh lễ thầy, nhưng không phải trong tình huống thế này. Thầy có làm hại ai đâu, việc tu tập của thầy xin hãy theo tâm tư nguyện vọng của thầy sẽ tốt đẹp hơn. Một số người thậm chí còn lo ngại rằng thầy có thể bị giam lỏng trong khuôn viên của công ty, không còn được tự do bộ hành khất thực như trước. Những lo ngại này tập trung vào việc thiếu rõ ràng trong mục tiêu của công ty. Lina Nguyễn tự hỏi rằng,
tại sao cần lập ra cả một công ty với nhiều dịch vụ kinh doanh để tạo điều kiện cho thầy tu tập, trong khi những Phật tử hảo tâm có thể dễ dàng cung cấp nơi tu tập mà không cần đến các dịch vụ thương mại đi kèm. Cuối cùng, cũng có những người lo lắng về việc công ty có thể ảnh hưởng đến tâm nguyện của thầy. Một số Phật tử cho rằng, thầy Minh Tuệ từng nói ái luyến sanh sầu ưu, không muốn về gần gia đình. Nếu thầy về công ty này thì chỉ nên ở trong thời gian ngắn và sau đó tiếp tục hành trình tâm linh của mình. Thưa quý vị, hiện nay, do thầy Minh Tuệ không còn có thể tự do đi khất thực như mong muốn ban đầu, việc thiết lập một nơi trú xứ ổn định cho thầy để tập trung vào việc tu tập và thiền định trở nên vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ tạo ra một không gian an toàn, yên bình cho thầy mà còn là một giải pháp giúp duy trì sự kết nối giữa thầy và các Phật tử. Phật tử sẽ có cơ hội gặp gỡ và đảnh lễ thầy một cách công khai, minh bạch, dưới sự quản lý của các cơ quan chức năng. Điều này cũng đảm bảo rằng các hoạt động của thầy và Phật tử diễn ra trong trật tự, đảm bảo an ninh, hạn chế những sự cố ngoài ý muốn. Việc gặp gỡ thầy và nhìn thấy thầy thường xuyên sẽ là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp cho các Phật tử không chỉ được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực mà còn có cơ hội lắng nghe những lời dạy bảo sâu sắc, giúp họ gỡ bỏ những lo âu, vướng mắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó, để duy trì và điều hành một công ty sẽ tốn nhiều chi phí, từ việc vận hành hàng ngày, trả lương cho nhân viên, đến việc thuê bảo vệ thầy. Một câu hỏi lớn đặt ra là nguồn chi phí này sẽ đến từ đâu? Điều mà các Phật tử lo ngại khi thành lập công ty là sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của thầy Minh Tuệ. Họ lo rằng việc này có thể dẫn đến việc thương mại hóa hình ảnh của thầy, biến thầy thành biểu tượng để phục vụ cho mục đích kinh doanh hơn là sự tôn kính. Hơn nữa, có nỗi sợ rằng thầy sẽ bị lợi dụng, không còn giữ được sự tự do để tu hành và khất thực như trước. Sự giam cầm trong khuôn viên công ty, dù với mục đích bảo vệ, cũng có thể khiến thầy mất đi khả năng hành đạo tự do, điều mà trước nay Phật tử vẫn luôn trân quý ở thầy.